Xin kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Mở đầu phần tin là Hoa Kỳ bác yêu cầu gửi binh sĩ đến Haiti sau vụ ám sát tổng thống. Giới chức lãnh đạo ở Sài Gòn bị chê yếu kém về chống Covid-19. Gia đình ở Đắk Nông đã chạy 300 cây số để xin giấy âm tính. Giúp người nghèo ở Sài Gòn giờ phải lui vào hoạt động bí mật. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thì cảnh sát di trú sẽ không bắt giữ di dân có bầu và có con sơ sinh. Giới hữu trách di trú Liên bang Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 7 đã cho hay là chính sách mới theo đó sẽ không bắt giữ những phụ nữ thuộc thành phần di dân bất hợp pháp nếu họ đang có bầu, vừa sinh con hay còn đang cho con bú. Cơ quan cảnh sát di trú ICE đưa ra hướng dẫn mới này phần nào ít khắt khe hơn thời của Tổng thống Donald Trump, theo bản tin của hãng thông tấn UPI. Ngoài các bảo vệ cho nữ di dân đang có bầu, quy định mới cũng áp dụng cho những người chuyển giới có thể sinh con. Quyền giám đốc ICE là Tae Johnson nói trong bản thông cáo gửi đến báo chí rằng ICE cũng quyết tâm bảo vệ sự chính trực của hệ thống di trú nhưng cũng giúp cho sự an toàn và khỏe mạnh của các cá nhân đang có bầu, vừa sinh con hay còn phải đang cho con bú. Mà thưa quý vị, theo quyền giám đốc của Johnson thì do những nhu cầu đặc biệt của thành phần này mà những người đó sẽ không bắt giữ những cá nhân đang có bầu và vừa sinh con hay còn đang trong thời gian cho con bú. Và ICE vào năm 2018 đã ngưng thi hành việc thả các nữ di dân đang có bầu. Theo chính sách đó thì hàng ngàn những phụ nữ có bầu đã bị bắt và là những di dân bất hợp pháp. Hiện nay còn khoảng 20 phụ nữ trong hoàn cảnh đang bị chính quyền liên bang quản thúc. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ bác yêu cầu gửi binh sĩ đến Haiti sau vụ ám sát tổng thống. Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu đã bác bỏ yêu cầu của Haiti gửi binh sĩ đến giúp giữ an ninh cho cơ sở hạ tầng trọng yếu sau vụ ám sát tổng thống là Colonel Moïse do những người nghi chính là lính đánh thuê nước ngoài thực hiện, dù Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ điều tra. Vụ sát hại ông Moïse do một toán các tay súng thực hiện vào sáng sớm ngày thứ Tư tại tư gia của ông ở Port-au-Prince đã đẩy Haiti sâu hơn vào một cuộc khủng hoảng chính trị, có thể làm trầm trọng thêm nạn đói, bạo lực, băng đảng và dịch Covid-19, theo Reuters. Bộ trưởng bầu cử Haiti là Mathias Pierre cũng cho biết một yêu cầu hỗ trợ an ninh đã được nêu lên trong cuộc trò chuyện giữa Thủ tướng lâm thời Claude Joseph và Ngoại trưởng Anthony Blinken vào ngày thứ Tư. Haiti cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gửi lực lượng tới, ông Pierre nói. Nhưng Reuters đã dẫn lời một quan chức cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ cho biết là không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự của Mỹ vào thời điểm này. Một lá thư từ văn phòng của ông Joseph gửi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Haiti ngày thứ Tư và được Reuters xem qua, yêu cầu điều động quân đội để hỗ trợ cảnh sát quốc gia trong việc tái lập an ninh và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp đất nước sau vụ ám sát ông Moïse. Một bức thư tương tự cũng đề ngày thứ Tư và được Reuters xem qua, được gửi đến văn phòng Liên Hiệp Quốc của Haiti. Liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì giới chức lãnh đạo ở Sài Gòn bị chê yếu kém về phòng chống dịch Covid-19. Hôm 10 tháng 7, theo báo mạng Zing, thì giới chuyên gia dịch tễ dự báo Sài Gòn có khả năng ghi nhận thêm 10.000 ca Covid-19 trong 5 ngày tới. Đáng lưu ý vào thời điểm đó, lệnh cách ly xã hội, tức là phong tỏa tại thành phố này vẫn đang có hiệu lực. Nếu dự báo này thành sự thật, thì lượng bệnh nhân Covid-19 sẽ mau chóng vượt qua 20.000 ca. Trong lúc mà nước sôi lửa bỏng, ông Nguyễn Văn Nên là bí thư tỉnh ủy Sài Gòn gây tranh cãi khi đến thời điểm này mới chịu tham khảo ý kiến của giới chuyên gia dịch tễ. Theo báo Thanh Niên, thì hôm 10 tháng 7, ông Nên đã có buổi nói chuyện với một số chuyên gia dịch tễ về tình hình Covid-19 tại Sài Gòn để tìm giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Với tư cách là người đứng đầu thành ủy Sài Gòn, ông Nên được Đảng Cộng sản Việt Nam giao trọng trách chống Covid-19, nhưng thời gian vừa qua thường xuyên lặng mất tâm khỏi các cuộc họp liên quan đến dịch bệnh. Khi đến hiện diện, thì vị bí thư đưa ra những chỉ đạo chung chung trước khi chính thức thừa nhận trên tờ Thanh Niên. Dịch bệnh đã âm thầm lây lan mà không kiểm soát được. Ngành y tế tiếp tục tầm soát, truy vết nhưng ngày càng chạy theo thì khoảng cách lại càng xa. Quay sang phần tin khác, thì gia đình Đắk Nông chạy 300 cây số để xin giấy âm tính. Tờ Người Lao động vào hôm 10 tháng 7 đã thuật lại một chuyện cười ra nước mắt khi mà một bà cùng với chồng con ở huyện Tuy Đức phải chạy xe gắn máy qua những quãng đường tổng cộng là 300 cây số để được cấp giấy phép xét nghiệm âm tính với Covid-19, thăm người thân đang hấp hối. Sự việc xảy ra trong lúc mà hàng loạt tỉnh thành đòi người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính thay cho giấy thông hành thì mới được đi lại. Theo báo Người Lao động, thì gia đình của bà PTL cần giấy âm tính để cấp tốc đi Bình Phước gặp người thân đang hấp hối, muốn gặp con cháu trước khi mất. Tuy vậy, hành trình để họ có được giấy này quả là điều không dễ dàng. Tờ báo cho biết vào hôm 8 tháng 7, vợ chồng của bà L cùng con đã vượt quãng đường 70 cây số để đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để làm test nhanh Covid-19 nhưng bị chỉ sang Sở Y tế Đắk Nông. Tiếp đó, tại Sở Y tế, thì ba người được giới thiệu về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, rồi tại đây họ được chỉ về Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa. Khi đến Gia Nghĩa, thì bà L được thông báo là hết test nhanh nên phải chạy thêm 70 cây số để đến chốt kiểm dịch huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do ở đây cũng hết mẫu thử nên gia đình của bà L đã phải quay về nhà, cách chốn kiểm dịch gần 100 cây số. Liên quan đến phần tin khác ở tại Sài Gòn, thì giúp người nghèo ở Sài Gòn giờ phải lui vào hoạt động bí mật. Hôm 10 tháng 7, lệnh giãn cách xã hội phong tỏa toàn Sài Gòn bước sang ngày thứ nhì, tiếp tục khiến cho người dân nghèo thành phố khốn đốn vì họ không được ra đường mưu sinh. Trong khi đó, ông Nguyễn Tập, người cùng gia đình khởi xướng quán cơm từ thiện là Một Nụ Cười ở quận 5, cho biết là trên trang cá nhân là quán này đã nấu xong 500 phần cơm, thịt kho tiêu nhưng bị giới chức phường gọi điện nói là không được mở bán vì vi phạm chỉ thị 16. Tin cho biết là từ nhiều năm nay thì quán cơm từ thiện này bán cơm cho người nghèo với giá tượng trưng là chỉ có khoảng 10 sen do họ nhận được tài trợ từ các mạnh thường quân. Theo ông Tập thì nhiều người dân nghèo đã đến chờ cơm dưới nắng gắt, họ kiên nhẫn chịu khoảng cách, đeo khẩu trang đầy đủ, năn nỉ để được mua cơm, nhưng quán phải chấp hành lệnh của giới chức của phường. Và sau khi ông Tập chia sẻ về sự việc ở trên trang mạng xã hội, thì giới chức của quận 5 đã yêu cầu phường 14, nơi mà quán Nụ Cười tọa lạc, lập danh sách những người khó khăn tại những khu cách ly ở trên phường. Theo đó, quán này thì nấu lại trong tuần sau, phường sẽ cử người cùng tình nguyện viên mang cơm đến cho những người nghèo có tên trong danh sách. Người từng được biết đến là phóng viên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên cho biết thêm rằng là từ ngày Sài Gòn áp dụng chỉ thị 16 thì hầu hết các điểm làm từ thiện tương tự cho người nghèo phải dừng hoặc là phải lui vào hoạt động trong bí mật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.